Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời quy định về chế độ đối với thân nhân cán bộ hưu trí và quy định khác mà bạn xem truyền hình quan tâm. Mục theo đơn thư phản ánh tình trạng khó khăn của người dân sống trong khu dự án treo. Ống kính truyền hình nêu vấn đề cần xử lý nghiêm đối với hành vi đổ đất đá phế thải xây dựng tại thành phố Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Bà Trần Thị Soát ở thôn Hợp Đồng, xã Hoàng Giang, huyện Hoàng Hóa hỏi: "Chồng tôi là cán bộ hưu trí, hưởng lương hàng tháng và đã mất từ ngày 24 tháng 6 năm 2017. Tôi sinh ngày 22 tháng 8 năm 1962. Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân cán bộ hưu trí không?" Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1, khoản 2, điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm: thân nhân của người đang hưởng lương hưu được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, bao gồm vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Căn cứ vào quy định trên, bà sinh tháng 6 năm 1962, tại thời điểm chồng bà mất vào tháng 4 năm 2017, bà mới 54 tuổi 10 tháng, chưa đủ 55 tuổi theo quy định. Vì vậy, trong điều kiện sức khỏe bình thường thì bà không được hưởng tiền tuất hàng tháng. Bà chỉ được hưởng tiền tuất hàng tháng trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Chị Hoàng Thị Thanh, giáo viên trường tiểu học xã Thành Lâm, huyện Bá Thước hỏi: "Trong năm học, do việc riêng gia đình nên tôi làm giấy xin nghỉ phép 15 ngày và được ban giám hiệu nhà trường ký xác nhận đồng ý. Tuy nhiên, khi làm thủ tục giải quyết chế độ thì cán bộ kho bạc không thanh toán với lý do giáo viên chỉ được nghỉ theo thông tư số 28 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông, không áp dụng chế độ nghỉ phép theo thông tư số 141 của Bộ Tài chính. Như vậy có đúng không?" Vấn đề chị hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 5 thông tư số 28 năm 2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên gồm nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác. Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp nếu có. Theo quy định trên, 2 tháng nghỉ hè của giáo viên sẽ được tính thay cho ngày nghỉ phép hàng năm. Vì vậy, thời gian trong năm học chỉ xin nghỉ việc riêng sẽ không được tính vào thời gian nghỉ phép năm. Cán bộ kho bạc giải quyết như vậy là đúng với quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, có đất ở hợp pháp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà cửa xuống cấp hư hỏng chỉ được tu sửa nhỏ không được xây dựng mới. Đó là tình cảnh của hàng chục hộ dân thuộc phố Tây Nam và phố Xuân Thượng của phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn khi phải sống trong cảnh dự án treo gần 10 năm nay. Ngôi nhà cũ kỹ xuống cấp và chật chội, chỉ rộng vài chục mét vuông, được xây dựng từ năm 1985, là nơi sinh sống của 4 hộ gia đình với 13 nhân khẩu, gồm vợ chồng, con, cháu. Mặc dù rất muốn chia tách đất đai cho các con có điều kiện xây dựng nhà, nhưng không thể thực hiện được. Nguyên nhân là do đất đai nhà cửa của gia đình ông nằm trong vùng quy hoạch dự án. Còn đây là căn nhà cũ nát đã sập đổ trong trận mưa bão năm 2016 của gia đình ông Phạm Ngọc Thiết ở phố Tây Nam, phường Quảng Vinh, hiện được giữ nguyên hiện trạng. Hiện vợ chồng ông cùng gia đình người con trai phải chuyển đến sống trong căn nhà xây tạm lợp tôn chỉ rộng trên 20 mét vuông cạnh đó. Xây dựng không xây dựng được, chờ con cái lớn lên không có nơi ở, nhà sụp đổ, tái xây dựng không xây dựng được là vẫn nằm trong dự án của nhà nước, cho nên là không dám xây dựng. Không chỉ bức xúc về nơi ăn chốn ở, đất ở hợp pháp của các hộ dân cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Con gái bên tôi chờ 3-4 năm thẳng, thì chờ coi như là trả thẳng mua màn được tới nhà thì cứ một đang màn thì coi như đường vô đua mất rồi, chờ coi để rước mà vài dân nhà tôn mà chờ không có, mà chờ vài dân nhà ngói cứ rơi lớp quốc đề nghị có một cái tích lũy trên số đũa cho bên tôi vay mượn, bên tôi mình vốn mình liếng quân bây giờ vất lắm, 3-4 thằng quân bây giờ sắp nghề sắp nghiệp trả có tích lũy trả vay mượn cái chi cả, bây giờ lên coi cứ đòi số đũa thôi. Năm 2011, Ủy ban dân huyện Quảng Xương có quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đường Ba Voi đi Sầm Sơn, trong đó có gần 18.000 m2 đất của 47 hộ dân phường Quảng Vinh.
việc kiểm kê đã hoàn thành và có thông báo thu hồi đất đến các hộ dân. Thế nhưng gần 10 năm nay, người dân mòn mỏi đợi chờ vẫn không thấy dự án triển khai thực hiện. Cái điều 6 của khoản 6 của điều 19 nghị 43 đấy, đối với đất mà đã có thông báo thu đất hoặc quyết định thu đất thì cái việc phải tạm dừng cái việc công tác cấp giấy quyền sử dụng đất lại để chờ thu đất. Còn về cái giải pháp để đối với các hộ dân mà hiện tại đang có cần sửa chữa vào nơi ở đấy thì thành phố cũng rất tích cực và đề nghị Ủy ban tỉnh xem xét bố trí cân đối vốn để thành phố Hồng Sơn sớm triển khai giải phóng bằng cũng như là thi công thực hiện tiếp cái đoạn đường voi Hồng Sơn trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trong thời gian qua, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn xử lý đối với hành vi đổ đất đá phế thải xây dựng tại các khu vực dân cư, mặt bằng được quy hoạch. Thế nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Đất đá, phế thải xây dựng đổ ngổn ngang, tràn lan cả đường đi. Nhiều người dân còn vứt cả rác thải, chất thải sinh hoạt ngay tại chân cầu như thế này. Thậm chí ngay tại lúc phóng viên đang ghi hình, một xe đang chuẩn bị đổ đất đá thải tại khu vực này đã vội vàng bỏ đi cùng với lời hăm dọa. Tình trạng đổ đất đá, phế thải xây dựng diễn ra khá phổ biến tại các mặt bằng quy hoạch. Ngoài ra, các đối tượng còn đổ trộm phế thải tại các lô đất trống trong các khu dân cư, các tuyến đường không có nhà dân ở hai bên. Việc đổ trộm chất thải không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng tới môi trường sống của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Khi đất đá này là thải ra rất nhiều mà cứ đổ đi đổ lại như vậy rồi bụi rồi ngập lụt là người dân ở đây cũng không yên tâm, mà người dân cũng rất bức xúc về cái chuyện là đất thải thì không biết ở nơi nào đưa đến nhưng mà nó cũng không được vệ sinh cho lắm, cho nên là cũng thường là có những người dân đi ở ngoài bụi là bị lở ngứa, rồi trẻ em đi chơi này nó cũng không đảm bảo, không bảo đảm sức khỏe. Chúng tôi phục và dình thì lúc đó chúng tôi về cái thì coi là các cái đối tượng bắt đầu là anh tranh thủ ấn đổ, sau ấn bỏ đi thì đề nghị với phường và thành phố kết hợp làm sao để coi là cái tình trạng là không còn nữa. Thời gian qua, chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp kết hợp giữa tuyên truyền với việc phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý tình trạng đổ đất đá trộm. Thế nhưng, các đối tượng vẫn lén lút vi phạm. Việc vi phạm thường diễn ra vào lúc đêm tối, nhất là vào lúc 22 giờ đêm trở đi, gây khó khăn cho hoạt động của các lực lượng chức năng. Phối hợp cùng với các lực lượng gia quân và thường xuyên trực làm ngoài giờ, cũng như là các điều nóng. Chúng tôi xin đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường bố trí thêm lực lượng cho chúng tôi để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Để xử lý tình trạng này thì đội kiểm tra quy tắc đô thị sẽ tăng cường phối hợp với công an thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục thứ nhất là công tác tuyên truyền cho mọi người dân, các chủ phương tiện thực hiện tốt cái việc tập kết phế thải xây dựng, phế thải sinh hoạt tại nơi quy định. Thứ hai là sẽ tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời, lập biên bản, xử lý các cái chủ phương tiện cũng như các cái người dân mà đổ phế thải cũng như rác thải không đúng nơi quy định. Để những quy định của pháp luật tại Điều 20, Nghị định 155 về mức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng nhằm chấm dứt tình trạng đổ đất đá, phế thải xây dựng diễn ra phổ biến trong thời gian qua. Chuyên mục Hồ sơ truyền hình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục lần sau.